là mọi người cùng cắm hoa với mình ý. Cũng đơn phương à? Hay là thuận tình, nếu thuận tình mới nhanh dữ chứ. Bây giờ thằng Chí nó là muốn nuôi cô nó chạy hấp kiện chạy đi đúng mà có quyền nuôi cô luôn á, vì chạy đi đi quan hệ bất chính trong thời kỳ đang còn hôn nhân mà. Này, tuy là chạy không ở với nhau nhưng mà chạy chưa ra tòa thì vẫn là vợ chồng, mà trong thời gian này chị đi cặp bồ, nói chung là chị cặp bồ nhưng mà chị không có quân á, thì người ta lại còn, thì khi ra tòa thì người ta chỉ giải quyết thôi. Nếu như mà thằng T không kiện, còn nếu mà thằng T kiện nhá, chị cũng thu kiện luôn mà. Nhưng mà chờ thằng T mà hắn mà giành quân, chị Linh cũng đích giành được T. Vì chị Linh có quân với người khác rồi còn mổ. Tháo nào mà chờ cái nộp đơn chứ, để đến cái lúc mà sinh cái đứa ni ra nó còn đích mặt được T. Đến cái lúc mà sinh cái đứa ni ra nó là ví dụ như muốn mang họa của người bố mới á, phải đi xin ý kiến của thằng Chín đây này tẻ. Mới thì đút tiền.